Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Anh danh gì rồi? Anh đang danh á, danh vàng thì phải anh em ạ, mới reset danh. Đã kịp cài đâu, mới reset lúc 2 giờ chiều thì phải anh em ơi, tôi nhớ là vậy. Là kẹo chưa có kịp cài rank luôn, và tối nay sẽ là buổi tối đầu tiên cài rank của sự kẹo. Đồ nhà nuôi một thằng nhá. Rồi cho cậu ấy. Đây ok, mình đã có được ngay một khẩu súng P90. Ok, nóng thằng rồi. Phóng dịu cả, gắt thế, được rồi. Đẹp được mà. Như này thì căng rồi anh em ạ. Rồi. Comment này coi. Wow. Không có một ai các bạn ạ. Mình sẽ lên trên phía này coi. Ui. Hôn Nhi ơi. Ui Hôn Nhi ơi, là Hôn Nhi ơi. Bài học rút ra. Hôn Nhi hãy tiếp tục ăn mạng đi. Tiếp tục email ăn mạng và tiếp tục đai nhé bạn ơi. Bạn ăn vào luôn đi, bạn ăn vào luôn đi, mình đi chỗ khác bạn ạ. Thế rồi, nhưng mà tôi không có súng bạn. Trường đấy, mình không có. Tôi không có súng trường, đang cầm súng tự nhiên mà. Đây, hai thằng đây. Ba thằng nhá. Bạn kêu cho nó đi, bạn kêu cho nó đi. Sát thủ, đai. Sát thủ, đai. Wow. Help me. Wow. Wow. Cái giá quá sớm của sát thủ. Khi mà trận lúc nãy không cứu sĩ kẹo. Wow. Ok. Là hai thằng cái đồi mà cậu bạn, biết rồi. Biết rồi, nhưng mà nó có cái nhà đằng trước mà. Ông chạy vòng lên là được mà. Không, có ở hướng khác. Ý là cậu xem là được, hướng khác đâu. Tôi biết hướng cho nó mà. Tôi biết hướng cho nó mà ông ơi, tôi biết hướng cho nó mà. Tôi biết hướng cho nó mà ông ơi. Lìa luôn cho nó nhanh. Wow. Wow, đậu xanh. Ok, ok. Cuối đâu? Cuối đâu, cuối đâu, cuối đâu. À. Ui. Đây. À. Okay. Ok, clear xong anh em ạ. Cái giá quá sớm của sát thủ. Wow. Sát thủ anh trả gì, giá. Gì rồi? Hiện tại thì mình đã ở đây ok ok. Rồi. Chúng ta sẽ loot thêm đồ của đã. Nếu mà reset danh mà. Thế ở đây là trận đầu tiên sĩ kẹo sống ra nhá. Ok ok. Nãy giờ còn ai sớm. Được trận sống dai tí. Ơ, mình vứt mất tiêu tiểu liên MP40 rồi, dẫn lại con nó. Chết dở nha em ạ. Đây ok. Mình có mỗi M451 thôi nha em ạ. Lên xe nào các bạn ơi. Sẽ ăn thêm một tí máu ở đây nữa. Ok ok, ơ full rồi nha em ạ, còn được máu nữa. Mà không sao vì là kẹo đã có được 10 tí máu nhá. Máy gì lướt vậy anh ơi? Thế. Đây là máy Black Sat 2 nha mọi người ơi. Đây thì kẹo sẽ lên phía cổng trời. Lên luôn. Wow. No one. Không có bạn ai các bạn ơi. Nó lại vắng quá nhỉ. Tôi chưa thấy ai cả. À đây, đây. Ok ok đây. Chỗ này bạn ơi. Ui, mấy đứa vậy? Hai đứa. Mấy đứa vậy? Ui. Sợ quá nhỉ? Sợ quá nhỉ? Ok, nốc rồi nhé. Ui, làm gì mà căng? Ui, làm gì mà căng? Ui. Gắt vậy làm gì mà căng? Nào, qua đây. Qua đây bạn ơi. Ok, ok. Thằng nữa anh em ơi, Ui. Gắt làm gì mà căng. Làm gì mà căng nha em ơi. Ok, đã xong ba đứa nhá. Thật quá đâu. Tụi con máu có đã. Con máu đợi thằng cuối. Ra chơi anh em ạ. Thật quá đâu. Qua kỳ đồng đội của mày đi. Ui giời ơi. Một đứa đã gục. Chuẩn bị từ thứ hai cục này anh em này. Hello bạn ơi. Bật động tác siêu nhân lên nào anh em ơi. Ui giời ơi. Đây bật lại động tác siêu nhân này. Trời. Mới mở được bạn ơi. Tôi mới mở được ngày hôm nay mà. Ui, nó không thèm đến cứu đồng đội luôn bạn ạ. Đấy, thấy đồng đội gục là chạy rồi không ạ? Nó chạy rồi. Chắc là từ 4 lẻ.
Ok, chúng ta đã có chảo nhá. Ơ nhưng mà mình lượm quá nhiều tổn thương, mình sẽ vứt bớt đi anh em ạ. Lượm thêm đạn xuống trường này, cũng như là đạn xuống trở lên nữa. Đấy, nó phải như vậy. 8 tổn thương vẫn đang còn nhiều. Wow, có xe à? Xe máy anh em ạ, tưởng gì xe máy à? Xe máy à anh em ơi, xe máy anh em ơi, xe máy anh em ơi, ui, xe máy anh em ơi. Ok ok, ui, ui, thằng cuối hả? Nào để coi. À, ok 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 ok. Let's go qua luôn. Ăn lựu đạn nhé em ơi. Bên trái, bên trái, bên trái. Bây giờ không ạ, bây giờ không ạ. Bây giờ không ạ, bây giờ không ạ. Ok, đã okay. Xong. Ui ui, đồ đâu rồi anh em ơi. Thế thôi các bạn ơi. Để 8 túi máu trong ba lô nhá. Trong này là ổn rồi. Chúng ta cũng không nên gọi là lượm quá nhiều túi máu để làm gì cả. Anh chơi Free Fire hay ngó nha mọi người ơi. Điện thoại này like cần máy tính không anh? Có em ơi, anh vẫn like một máy tính mà. Chẳng qua là cắm cáp từ điện thoại vào máy tính để chơi game thôi em ơi. Hello mọi người nha, chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Anh quê ở đâu vậy? Mình quê ở Hải Dương nhé mọi người. Ui, chúng ta sẽ kiếm thêm mạng nào các bạn ơi. Rồi nha, chào tất cả anh em. Chỗ này của thính này ở ngay hướng 195 nhá. Đây ok ok. Chạy qua luôn. Và không phải ngại gì cả nha. Wow. Khá là vắng các bạn ạ. Chưa thấy ai cả này. Xem đến khi nào cho click thôi. Ui. Nói chung là kẹo mà thấy bạn nào chăm la xem like thì kẹo sẽ ép làm click nhá. Đơn giản là bởi vì là chăm xem like thì sẽ có thời gian để mà kiểm duyệt những cái comment của các bạn ấy. Hello mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Ok ok. Đây, quan trọng là kẹo sẽ phải đi kiếm mạng rồi đã. Chỗ này vắng có mà đâu thấy ai đâu. Đồng ý lời mời kết bạn với em. Ui em ơi, deep friend của anh là full bạn rồi, anh không ép được thêm đâu. Chúc anh có một ngày vui vẻ, em mới tối rồi. Bây giờ là em chúc anh ngủ ngon là vừa đấy. Đấy thì đó, anh offline sau anh ngủ ngon là vừa em ạ. Chứ còn là muộn rồi mà, ngày gì nữa hả em? Chưa làm cho mặt à? Đang ngồi ghế à? Đang ngồi ghế, đang ngồi ghế, đang ngồi ghế. Ok, ok. À, thằng bạn kìa. Ok, ok, bạn nó này. Ok. Rồi nhá. Qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Qua đây bạn ơi. Ghế đại rồi. Cũng qua đây, ok, ok. Nào để coi. Ui. Rồi nhá, được rồi. Được rồi. Thằng thứ ba này, thằng cuối đâu? Thằng cuối đây à? Qua đây, qua đây. Qua đây, làm gì mà căng bạn ơi. Lên bản điểm số nha em ơi. Tuyệt vời. Một kẹo đã clear on team. Mình sẽ vứt bớt một số trang bị thừa đi anh em ạ. Ok ok. 8 túi máu thật là ổn. Mình sẽ lấy thêm được đạn tiểu liên là chính nhá các bạn nhá. Đó, chúng ta sẽ lấy thêm được đạn tiểu liên này. Wow. 203 đạn xuống trường, vứt bớt đi. Lấy thêm một ít đạn tiểu liên này, ok ok. Có phiến này coi. Thế là kẹo clear được 3 team mới tiếp rồi nha em ơi. Nghe đồng hương anh còn gì đó. Người đâu cả rồi. Wow. Cứu ngay thôi nào anh em ơi. Ở dưới đây có ai không vậy? Dưới đây kẹo chưa thấy ai cả các bạn ạ. Ui, chúc anh kẹo ngủ ngon luôn. Thank you em. Chúc em xem live vui vẻ nhé. Gì đã đi ngủ rồi. Đấy, cứ chúc đi ngủ dần là vừa không ạ? Tôi 11 like, 11 giờ like xong tôi cũng đi ngủ mà. Đấy. Chúc dần đi là vừa anh em ạ. Có em ơi, Facebook của anh là Sĩ Kẹo nhé. Đây ok. Chúng ta sẽ chạy qua đây coi. Thính ở ngay hướng nơi với kem này. Hộp bí mật thì sau mấy khi mà kết thúc trận đấu các bạn mở ra sẽ có quà nhá. Như là nó sẽ auto tự mở đấy. Kết thúc trận đấu sẽ auto tự mở và anh em sẽ có thêm quà nha. Đấy là tác dụng của hộp bí mật. Tính dưới này không thể ai cả. Ok ok. Chạy xuống xem là có ô ra không hay không nào nha em ơi. Chứ mặt kìa. Thế rồi ông ơi. Không để ý. Ui. Từ lúc chạy không để ý không nhưng ạ? Nhưng nó cũng thấy ông rồi. Thấy sao? Làm gì nhau? Chơi. Thấy thì làm gì nhau? Chơi.
Chơi, các bạn là tôi không có lựu đạn đâu ạ. Chơi luôn nào. Ok, đấy. nào chơi luôn nào ui Đủ. chơi luôn nào ui Ui, mười hai bốn chín tôi à mười hai bán bốn chín à chín mười hai bốn sấy chín luôn. à gắt mười hai bốn chín à ok thanh niên Xong trận này cánh kim rồi. đây mình sẽ dựng tường băng cái đã rồi nhá đổ ui ui dựng tường băng sai lầm các bạn ơi Đã đủ. ui chạy sấp mặt rồi này càng bẫy trưởng vậy Thì như cũng mỗi thằng rồi. có mỗi thằng ok chưa chắc không ạ dựng thêm phát nữa phía sau Đấy, cho an nó toàn đẩy công nghệ xuống nào. ok ông ơi cho đẩy xuống Ui. luôn À, ôi nó nó là có kìa, đang nó kìa. bị sấy Ui em rồi rồi. ui gắt thật Bốn thằng nhá, bốn thằng cho cậu ấy. gắt có mà ok gắt có mà anh em mày gắt có mà anh em mày gắt có mà anh em mày Đấy, ui con rồi. đứa một đứa coi quá trình quá trình quá trình quá trình thực kia nó sấy không ạ quá trình thực kia nó sấy không ạ ok nốc rồi nhé Ok. quá trình thực kia nó lợi dụng cơ hội đấy nghe từ chân đàng hoàng rồi Ok nhá mà. ui 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 anh em Tôi ơi phải có thằng ấy. gắt vậy Ui trời ơi. Kinh, cái quả quá căng rắn quá trận đấy. căng quá căng anh em ơi quá căng anh em ơi quá căng anh em ơi ok nào để coi có vẻ như là hơi bị gắt có vẻ như là hơi bị gắt này có vẻ như là hơi bị gắt này anh em ơi đổi qua súng tiên này ui các vậy thằng bên trên Ui, sấy gắt vãi thằng chưởng kia anh đã em ạ chết. tí nữa kẹo đai rồi tí nữa kẹo đai rồi cùng màu cái đã thấy cái nóc chưa ui Không, hai đông thằng ấy đông hình vãi như chưởng cũng đông vãi team chưởng nhau đông hay vãi sao chưởng ấy. mình chưa chắc nữa mình chưa chắc nữa mình chưa chắc nữa thế rồi bạn ơi thế rồi bạn ơi ok đã xong nhá Ok. đây ok để coi Tao nào ui dồi ôi gạt Đây giò đâu luôn rồi, ok. tụi về anh em ạ chúng nó khác team với nhau ấy cứ đổ cái đã rồi chạy luôn chạy ngay vào luôn ok Thằng gì bên trái nhá? ok ok bạn Bên ơi trái từ là từ bên từ từ gì? từ Cái từ chạy không? nó chạy chạy đâu rồi thế đâu Nó chạy vào trong chưa thấy rồi. bạn nạn nó chạy vào trong rồi á Đấy. đâu đâu what the hell Nó chạy nó sang vào cái nhà chỗ rồi hàng vàng ấy. hàng vàng á ok đây đây ông ơi gắt có mà anh em nát giáp rồi các bạn ạ không còn giáp nữa chạy qua chỗ đấy á Đủ thôi kệ phát nó đi nữa nè. các bạn ơi mình sẽ chạy theo hướng này đấy lối nào an toàn thì mình chạy thôi Như là có 12 thằng trên nóc sở hay sao ấy. rồi không biết nữa Và đấy chỗ nguyên kia có đi một quét đứa rồi. chỗ kia có một đứa này chỗ này có một đứa này bạn này Ồ. Ê, nó bắn nhau rồi, nó bắn nhau Nhà rồi. nhỏ có người, nhà nhỏ có người. Ok. Qua luôn anh em ạ, qua luôn anh em ơi. Phía nhà nhỏ có người nhá. Mình sẽ lượm theo đại tiểu liên nhưng mà không có. Anh có trên Wow. quân không? Không nghe em. Chạy ra ngoài này con nào anh em ơi. Mình nhớ là nhà nhỏ có người nhá. Bình tĩnh. Từ từ Ngồi chạy đây qua bạn anh đây. em ạ. Đây đây đang đang chơi hát bạn ơi. Ê, nhìn trên nó không sao ấy. Chị nóng gắt vậy. Mình không chắc nữa, mình không chắc nữa. Bởi nghe tiếng súng mà. Kia rồi. Ê, kìa kìa kìa. Đây rồi ông ạ, hai đứa. Ok, hay lắm bạn ạ. Hay lắm bạn ạ. Phóng lưu. Ui. Ui. Chạy các bạn ơi, run now. Chạy các bạn ơi. Ui, chạy các bạn ơi. Ui. Một viên nữa, chạy luôn. Nó đẩy Chân vào nó sưởng sớm của cơ. người, chân nó sưởng của người các bạn ơi. Gắt Thật vãi sự trưởng hình như vậy. hai thằng đấy. Ok. Thằng Bình qua là tu rồi kìa, cơ hội kìa. bình tĩnh anh em ạ. Ui, hết viên cuối rồi. Mình sẽ trang bị nòng hai Đây, luôn, không cho giảm thanh nữa. nó chạy ra xe kìa. Đâu 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 ông ơi, đâu ông ơi. Từ 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 làm gì mà căng. Chỗ này đông vãi trưởng không ạ? Chỗ xe nhá. Wow, gắt. Có lẽ là kẹo sẽ tiếp tục trang bị giảm thanh các bạn ạ. Ok. Chạy luôn này thì coi thì kế hết đại phóng lựu rồi. Đây rồi. Chứ mặt nhá. Đây rồi các bạn ơi. Cái đầu xanh đéo có đồ Đây luôn. rồi các bạn ơi. Nghèo Ok nốc rồi nhé. Lên bảng điểm số luôn. vãi. Tuyệt vời. Có biết là kẹo này chạy theo hướng nào đây? Wow nhà em ơi. Mấy đứa này công nhận là sợ quá cơ. Sợ thật đấy anh em ạ. Lấy xe chạy. đây này đây này đây đây này đây này ok các bạn ơi ui ok ui ui đậu xanh Nó xong xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi anh em ơi xong rồi anh em ơi trên nóc, nó sửa à ok có đây một ngồi đây thằng ngồi ở đây trên nóc. không hiểu sao vẫn còn một đứa trên nóc này ok chạy Ừ, đi em bạn ơi này chết rồi. chết chắc rồi ông ạ nhảy một niềm tin và hy vọng
sẽ luôn đi có nhà đây. đêm ơi nhà đêm ơi ui đang nó đang định căn mình đấy, đang có máu, đang có máu đây. Ok, hết xong, lên xe mà quay ra thằng phía sau luôn anh em ạ. Ok, đây vào lại phía sau luôn. Wow, đây rồi, chỗ này có một đứa này. Nào để coi. Đâu rồi em ơi, đâu rồi em ơi. Nó chạy nhanh thật ông ạ. Chạy mất tiêu rồi. Ui, chỗ này đang có bắn nhau, chỗ này đang có bắn nhau này. Ăn tông nhà em. Ok. Ăn tông nhà em, đã clear xong nhá. Ok, đây. Chạy xe cái đạn, ui, phóng lựu. Tiếng phóng lựu các bạn ơi, là tiếng lựu đạn mình không nhớ nữa. Bốn thân nữa. Wow, đậu xanh, 4 thân nữa anh em ơi. 4 đứa chung một team với nhau thì tôi chịu rồi. What the hell, đây. Đấy, ok, lại có thêm một đứa, đó. Ui. Ui. Lại có thêm một đứa này. Gắt vậy nha mày, ok, đã xong nhá. Ok. Ui, phía trên. Cảm ơn trở rồi nha mày, gặp nguyên team rồi các bạn ơi. Ui. Gắt rồi các bạn ơi. Ui. Thôi xong rồi. Ok. Ui, kẻ đã cố gắng để hết sức anh em ạ, đã clear cực kỳ là nhiều team luôn. Nhưng mà cuối cùng dừng lại ở top 2 anh em ạ, với 19 kill. Căng chưa anh em? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.